Sáng nay bill được, ông bà ngoại dắt đi nhà thờ tiếp. Đó, giờ vô học. Xem buổi chơi gì? Dạ. Ok đấy. Nhật Bản này. Ok, anh gặp mấy hết Big Fish. Big Fish. Yeah, just sandwich. Anything else? And we got $2 for $12, remember? Yeah. Yeah. $2 for $12, what do you want? Oh, $2 for $12 here and there. Two beer for $12. Which sandwich? Hot. Oh, no. No. What kind of sandwich in the day? Oh. Butter, powder, king. Yeah, big fish. And now, you do also try big fish now. Big king or okay, quarter powder king. Anh phải chọn cái nào? Big fish, one quarter powder. Ai nhiêu đủ anh phụ mới cho nó ăn mình. Okay. Con tép, có french fry không? Yes, sir, you still want. Bill. Okay. Con trai nó kẹt. What else you want? Nothing, anh. Yeah, okay. It's 1893. And here to go. Yeah, please. Do you have anything smaller? Smaller. Như vừa được ông ngoại nè. Bà ngoại này. Đi ăn nữa không nè? Nhắn đưa đi ăn nè. Ăn. Ừ. Ăn hết đi nào ngoại cho ăn. Chấm. Ừ, ngoại chấm cho con. Ăn miệng chấp, ha. Hết chưa? Hát miệng nào ngoại coi. Dạ, bây giờ biểu cười, biểu cười. Người ta đứng ăn biểu cười. Ok. Ăn trong miệng hết rồi con. Ăn hết thì được con chấm con ăn. Bố để cái bên đó cho em để ăn này đây còn cá đây em cho nhỏ ăn hết rồi. Mang nhiều đủ không? Đừng đủ. Nhông con, ông đi giỏi quá. Ôi trời ăn chừa cái miệng à, miệng ăn thương không? Cho bị uống miếng nước. Được rồi, lấy ra bao nhiêu nước thôi, không uống nữa. Anh lấy ra, kéo ra. Kéo ra, uống bao nhiêu nước thôi. Để bụng, ăn nữa đi. Ăn nữa, chú uống tiếp. Rồi, ăn đi.